Hay là mẹ vợ của ba tôi vui ha. Thì tôi hỏi đi con, mẹ có làm gì ra tiền đâu mà ăn thịt ăn cá, ăn bánh mì hết hạn là được rồi. Thôi mẹ đi ngủ đây nha. Mẹ ngủ ngon nha. Thôi bà ba, mẹ đừng buồn nữa. Uống nhiều quá không có sốt đâu ba, chị uống nữa. Chị hổn nào. Tính của bà con nhiều quá rồi còn gì. Chứ uống nhiều quá sao nói lung tung vào con. Bà đừng có uống rượu nữa, không được uống rượu nữa nha. Bà phải cố gắng lên, chị mới làm được chứ. Đàn ông không được